Xin chào mọi người, bộ phim mình mang đến hôm nay chắc chắn sẽ lấy đi nước mắt của các bạn. Câu chuyện kể về cô cháu gái đã mất tích lâu nay đột ngột trở về, nhưng bà không biết người cháu thực sự đã qua đời rất lâu rồi. Nữ chính là Hayeji. Sau khi bố cô qua đời, mẹ cô liền để lại cho bà và đi lấy người khác. Hayeji từ đó sống với bà nội, cuộc sống trên một đảo nhỏ ở Hàn Quốc. Bà nội trở thành trụ cột duy nhất trong nhà để nuôi dưỡng Hayeji. Một bà lão lớn tuổi vẫn lựa chọn mạo hiểm tính mạng của mình để xuống biển bắt cá hái rong biển kiếm chút tiền sinh hoạt phí. Nhưng cô bé Hayeji này tuy nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện. Mỗi khi bà nội xuống biển, cô đều yên lặng ngồi một bên và chờ đợi, và còn đặc biệt nhắc nhở bà nội phải cẩn thận. Cho dù từ nhỏ đã chẳng có sự yêu thương của cha mẹ, nhưng bù lại thì bà nội lại cho cô được một tình yêu tràn đầy. Thấy Hayeji thích vẽ tranh, luôn muốn mua một hộp bút màu đắt tiền, nhưng loại màu này chỉ có trẻ con trong thành phố mới dùng được. Biết vậy, Hayeji không bao giờ đòi hỏi quá đáng với bà nội nữa. Cô đành chăm chú nhìn nó ở cửa hàng tạp hóa rồi lướt đi mà thôi, xem bút màu có ở trong quán không. Sau khi bà nội biết chuyện thì chủ động mua cho cô. Hayeji nhận được quà thì vô cùng vui mừng. Cô biết được hộp bút màu này vô cùng đắt nên cô rất quý trọng nó. Mỗi lần dân trong làng nhờ Hayeji vẽ tranh, cô đều lắc lắc đầu từ chối. Nhưng trong mỗi bức tranh, cô đều không thể thiếu được bà nội. Bà nội chính là tất cả của cô. Cô hy vọng có thể sống trọn đời với bà nội. Nhưng hôm nay, trong lúc bà nội đưa Hayeji đi chợ mua đồ, do người đi lại quá đông nên Hayeji và bà nội lạc mất nhau trong biển người. Đợi lúc bà nội biết chuyện thì cô cháu gái nhỏ đã lạc mất rồi. Cho dù bà có tìm kiếm như thế nào cũng không thể tìm ra được. Thời gian nháy mắt đã trôi qua 12 năm, bà nội vẫn chưa từ bỏ ý nguyện tìm Hayeji. Bà tin chắc rằng Hayeji vẫn đang sống ở một góc nào đó trên trái đất này. Cho nên trải qua 12 năm không quản gió mưa, bà đã đi khắp nơi để dán tấm biển tìm người. Hayeji suốt 12 năm do thiếu thốn tình yêu và sự giáo dục của người thân, cô đã trở thành một cô gái rất ngổ ngáo, sống qua ngày cùng những đứa trẻ bất lương trong xã hội. Cô chẳng có nguồn kinh tế nào, đến cơm cũng bữa đói bữa no. Để tồn tại, cô thường xuyên đi cùng các chị em đến ăn trộm đồ của các cửa hiệu. Hôm nay do bị mấy tên côn đồ bức bách, cô đã tham gia một lần đi khách. Cô và đồng bọn đã lừa tiền của một người đàn ông. Lúc họ đang ép người đàn ông kia nói ra mật khẩu ngân hàng, người đàn ông nói rằng chết cũng không nói. Mấy tên lưu manh rất tức giận nên đã ẩu đả với người đàn ông. Thấy người đàn ông không động đậy, trên chiếc khăn lại có máu thấm ra ngoài, mọi người tưởng ông ta đã mất mạng liền bỏ chạy thục mạng. Mấy người thương lượng chia chác xong rồi chạy đi tìm nơi ẩn trốn. Trong lúc ăn sữa chua thì Hayeji nhìn thấy tấm dán tình ảnh tìm người trên hộp sữa chua. Thì ra trong 12 năm qua bà vẫn đi tìm mình. Cô đã suy nghĩ rất nhiều lần và cho rằng trở về với bà nội vẫn còn tốt hơn buôn ba ở bên ngoài. Thế là ngày hôm sau Hayeji đến cục cảnh sát báo danh bản thân mình chính là Hayeji đã mất tích 12 năm trước. Bà nội biết tin vội vã chạy đến đồn cảnh sát. Thấy Hayeji đã lớn, bà nội vui mừng đến rơi nước mắt. Hayeji vẫn đeo chiếc vòng tay như khi mất tích 12 năm trước. Bà nội tin chắc rằng đây chính là cháu gái của mình. Bà hỏi Hayeji vì sao không tự đi tìm bà. Hayeji lại nói rằng những năm đó là mẹ đưa cô đi. Nhiều lần cô muốn tìm gặp mẹ nhưng mẹ không cho cô đi, còn lừa cô rằng bà ngoại đã qua đời rồi. Như vậy bà đưa cô cháu gái nhỏ về ngôi nhà trên đảo nhỏ, và còn đặc biệt vì cô mà tổ chức một buổi yến tiệc nghênh đón cô về nhà. Trong bữa tiệc ai nấy cũng đều vui vẻ, nhưng chỉ có Hayeji là rất e dè. Đến đêm, bởi vì điều kiện sinh hoạt cũng rất kém, tiếng gáy của bà nội làm cho cô ngủ không được. Ngày hôm sau bà ngoại vì muốn cô thích ứng cuộc sống ở nông thôn một cách nhanh nhất có thể, nên đã đưa cô đi lên thị trấn mua quần áo mới và vật dụng cho cuộc sống hàng ngày. Trong mắt của bà ngoại, cô vẫn chỉ là cô bé 5 tuổi khi nào mà thôi. Thậm chí lúc ăn cơm bà còn đút cho cô ăn. Điều này làm Hayeji không thể chịu đựng được. Cô gọi điện cho các chị em giang hồ cũ nói rằng dưới quê rất khó sống, còn nói cô không chịu đựng được nữa và muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng người chị đó lại nói cho cô một tin: người đàn ông lúc trước tuy chưa chết nhưng vẫn đang truy lùng manh mối của cô để đòi bồi thường. Nghe xong cô thấy cũng chả còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tiếp tục lưu lại đây để lánh nạn mà thôi. Sống ở nông thôn một thời gian, Hayeji vẫn giống như một cô gái thành thị, ăn mặc rất thời trang. Các bà các mẹ trong thôn thấy thế thì bắt đầu có ý kiến, bắt đầu kể xấu với bà nội cô. Không những ăn mặc không ra sao mà lại còn hút thuốc. Người bà rất tức giận và đuổi họ đi. Sau khi thấy cô hút thuốc, bà cũng chọn lựa hút cùng cô. Bà nói với cô, cho dù cuộc sống có mệt có khổ như thế nào, bà vẫn tin tưởng cô vô điều kiện, làm bạn của cô. Tình yêu và sự bao dung vô điều kiện của bà đã hé mở được trái tim cô. Cô bắt đầu quen và tiếp nhận cuộc sống ở thôn quê, và còn học cách quan tâm bà. Cô sợ bà bị ánh nắng làm tổn thương da của bà, nên đã chủ động giúp bà bôi kem chống nắng. Sau đó để làm bà vui lòng, cô đã bắt đầu đi học như những đứa trẻ khác. Nhưng vì trong nội tâm của Hayeji vẫn còn chút nổi loạn, dẫn đến việc cô không nghe lời như những học sinh khác. Để tránh những buổi học vô vị toán lý hóa trong lớp, Hayeji quyết định trốn trong phòng mỹ thuật, ngày nào cũng vẽ để chống đối, bị thầy giáo phê bình nhưng cô vẫn chẳng mảy may có cảm xúc gì. Lúc Hayeji được biết bà nội đã tặng rất nhiều quà cho giáo viên, để mong giáo viên có thể chăm sóc cô nhiều hơn một chút, cô vô cùng cảm động và đã quyết tâm học thành tài ở môn hội họa này. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, vì sự cố gắng không ngừng nghỉ, tranh vẽ của cô đã có sự tiến bộ vượt bậc. Một bức vẽ bà của cô làm cho thầy giáo tán thưởng không ngừng, ông còn giúp cô đăng ký cuộc thi vẽ ở thủ đô Suwon. Tất cả giống như đang đi về hướng tốt đẹp. Nhưng vào một ngày, người cha ham mê đánh bạc đến tìm Hayeji và uy hiếp cô phải lấy trộm tiền của bà nội. Thì ra năm kia, sau khi mẹ Hayeji lén đưa cô đi và sống cùng với gia đình mới của bà,
Kết quả là cả nhà trên đường về đã gặp tai nạn Hayizi và mẹ đã chết rồi. Người cha ham mê cờ bạc không cách nào có thể nuôi dưỡng Eunchu nên đã đánh cháo vòng tay của Hayizi và Eunchu, từ đó để Eunchu sống thay phần của Hayizi. Sự xuất hiện của người cha làm cho Eunchu sợ sự việc cô sống thay phần Hayizi bị phát hiện và cô sợ mất đi tình yêu và sự quan tâm của bà đối với cô. Bất đắc dĩ cô đành giúp người cha ăn cắp tiền dưỡng lão của bà. Eunchu cũng biết làm như vậy là vô cùng có lỗi với bà. Thế là sau khi tham gia cuộc thi vẽ, cô để lại cho bà một bức thư và bỏ ra đi. Không lâu sau đó cảnh sát đã bắt được cô và cha cô. Bà nội nhìn thấy tờ giấy mà đích thân cô ký thì không tin. Bà chạy đến đồn cảnh sát để hỏi xem Eunchu có phải cháu gái của bà hay không. Khi đối mặt với bà nội cô không thể nói lên lời, chỉ biết khóc và nói xin lỗi. Lúc này bà nội mới biết sự thật, thì ra Hayizi thực sự đã chết trong tai nạn xe từ lâu rồi. Sau khi bà thấy bức di ảnh của cô cháu gái, do quá đau lòng nên bà bị ngất. Sau đó bà tự nhốt mình ở trong nhà, bởi vì tác phẩm dự thi của Eunchu đã đạt giải lớn. Thầy giáo không tìm thấy Eunchu nên đành giao cho bà bức tranh. Thầy nói bà hãy xem bức tranh. Bà từ chối và đuổi thầy giáo ra ngoài. Tuy miệng nói là không xem nhưng bà vẫn không nhẫn lại được mà mở nó ra. Bức tranh vẽ cảnh bà nội dắt tay Eunchu và Hayizi bay lên trời. Thời khắc bà nước mắt đầy mặt, bà liền thấy thoải mái hơn. Bức tranh này là lời nói cho tình cảm sâu sắc của Eunchu với bà. Xem xong thì bà liền hiểu ra tất cả. Từ lúc Eunchu ra tù, cô đã hiểu phải sống như thế nào. Và cô cũng không bao giờ làm ra mấy trò xấu xa lừa đảo nữa, mà dựa vào chính sức lực của mình. Cô đã ứng tuyển làm nhân viên thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi. Thời gian cứ thế trôi qua, Eunchu vẫn ngại đi cầu xin sự tha thứ của bà. Mãi đến một ngày, một ông chú trong thôn đã chủ động đi tìm cô. Ông nói bà cô đã mắc chứng mất trí nhớ của người già, mấy ngày trước đã đi đâu mất rồi. Sau khi Eunchu biết tin, cô bèn lấy ấm ảnh bà đi khắp các hang cùng ngõ hẻm để dò hỏi tung tích của bà, nhưng vẫn chẳng có tí manh mối nào. Trong lúc thu dọn đồ đạc của bà, trong một quyển nhật ký cô biết được trong ấn tượng của bà đánh mất Hayizi là câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất của cả cuộc đời bà. Bởi vậy Hayizi đã đoán được bà nội mắc bệnh mất trí nhớ của người già, nhưng chắc cũng không quên đi khắp chợ để tìm Hayizi. Có được manh mối, cô lập tức đến chợ để tìm bà. Quả nhiên cô gặp được bà. Lúc này quần áo rách rưới, một bên giày cũng không biết bị rơi ở đâu. Thấy vậy cô thấy vô cùng chua chát mà rơi lệ. Sau khi thấy cô, bà cho rằng cô chính là Hayizi và cùng cô đi về nhà, nhưng trừ cô ra bà không thể nhớ được ai khác để chăm sóc cho bà. Hayizi cũng quyết định chuyển về quê, lúc nào cũng ở bên cạnh bà. Xuân qua thu tới, bệnh tình của bà càng ngày càng nặng, dần dần đến nỗi đến bản thân mà cũng không tự lo được. Bà giống như một đứa trẻ lúc nào người ngợm cũng lấm lem. Eunchu mỗi ngày đều tắm rửa cho bà, sau đó đưa bà đi khắp nơi đẹp vẽ tranh. Hai người bồi bạn ở bên nhau, dần dần Eunchu cũng đã tích lũy được vô số tác phẩm. Một lần cô mở máy ghi âm ra, cô vô ý phát hiện ra đoạn ghi âm mà bà ngoại đã để lại cho cô. Thì ra trong lúc sống cùng bà đã biết cô không phải Hayizi rồi, nhưng bà vẫn đối xử với đứa cháu không có quan hệ huyết thống này như cháu ruột. Bà còn đem mật khẩu ngân hàng nói cho cô, bà coi cô như cháu ruột vậy. Eunchu nghe xong thì khóc lên đau đớn. Sau đó không lâu, bệnh tình của bà đã đi vào xương cốt. Lúc sắp rời trần thế, bà đã khôi phục lại ký ức của mình. Bà nói ra tên Eunchu, bà nói với cô, bà rất cảm kích vì Eunchu đã đến bên bà. Nói cô đừng suy nghĩ linh tinh, bà chỉ là đi gặp Hayizi trước mà thôi. Bà nói cô nên sống tốt quãng đời còn lại. Eunchu khóc lóc rồi gật gật đầu. Câu chuyện kết thúc, Eunchu đã trở thành một họa sĩ nổi danh. Cô đã mở ra triển lãm tranh của riêng mình, mỗi bức tranh đều tràn đầy hồi ức của cô về bà, nhưng giờ đây người bà đã đi rất xa rồi. Bộ phim đến đây là kết thúc.